Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video cả nhà ơi. Hôm nay em thay chậu cho cây đỗ quyên nhé. Em quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nhá. Cây này nó chuẩn bị có hoa rồi mà em vẫn thay, em đang sợ nó bị trột vì nó đang có nụ rồi này. Thế nhưng mà dù hơi muộn nó vẫn phải thay, chứ không thì đến lúc này đến Tết thì nó lại bị chật đất quá, ít đất quá. Cái chậu này em khi em thay em lật nó xuống xong rồi em vỗ xung quanh chậu. Lực nha cả nhà, không sợ đâu ạ. Đấy, xong em lại vần sang bên này. Đập tiếp. Đập vòng tròn quanh chậu như thế. Xong em sẽ lôi nó ra. Nếu không ấy thì không thể lôi được ra đâu ạ. Nếu mà mình đào theo phương thẳng đứng thì không lôi được. Đó cả nhà thấy không? Xong rồi một tay em lôi ra là được luôn đấy. Đó. Một tay em quay, một tay em lôi ơi. Bây giờ vì có nếu mà không quay thì sẽ là một tay đẩy vào đây này, xong lôi nha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là dễ. Rồi, bây giờ thì nhìn dưới này mới thấy nó vẫn còn đủ đất để ăn ấy. Nhưng mà nếu mà để qua Tết thì chắc là không đủ nên thôi em cứ lôi ra vậy. Biết là nó sẽ trột, nó phan nữa, sẽ kém đi nhưng mà thôi. Rồi bây giờ em sẽ nhấc cái cây này vào trong chậu. Sẽ đặt nó vào trong chậu. Đấy. Để cho lên đã. Không phải nhấc đặt vào trong chậu. Trong chậu này em sẽ lót xốp nha cả nhà. Đây. Em lót rất là nhiều xốp vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 miếng xốp. Thế xong rồi ở dưới này nó có một cái lỗ. Nó có cái lỗ. Đây, có cái lỗ này này. Nhưng mà em sẽ lấy cái lưới này này. Em đặt vào chỗ lỗ đấy để khi mà mình tưới nước ấy, cái đất nó không chui ra ngoài, nó không bẩn sân. Đó. Thế xong rồi em xếp những cái xốp này nó lồng phồng như này này cả nhà này. Để khi mà mình trồng cây vào ấy thì rễ cây nó được hô hấp. Em để như này cũng được. Mình để như nào cũng tùy mình, em miễn là làm sao mà nhìn nó có vẻ lồng khổng mà nó sẽ dễ thoát nước cho cây. Xong bây giờ em sẽ đặt cây vào. Rồi em đặt cái cây này vào đây và em chỉnh cho nó chính giữa. Đó. Rồi xong rồi đổ đất xung quanh. Này em muốn ấn đi. Hơi bị nghiêng này, phải chèn một tí xốp để cho nó giữ nó thẳng. Cả nhà có thấy cây này nó rất tươi tốt không? Cây này em để vị trí nó mát cho nên nó tốt hơn những cây khác. Cả nhà có thể nghiên cứu về cách trồng đỗ quyên ý, thì em thấy nó rất là ưa mát. Ví dụ như có một cây em để ở ngoài giàn lan kìa, nó có lưới che lan thì nó lớn vọt hơn so với những cái cây để ngoài nắng cả nhà. Ngoài nắng nó lá nó cứ hanh vàng, xong nó rụng nhiều ấy và nó lên mầm rất là ít. Cây này thì là cây hoa màu hồng kép, màu hồng đào, hồng kép. Hôm trước mình đã quay cho cô chú anh chị các bạn cùng xem rồi thì cả nhà thấy nó bây giờ nó lớn rất là nhanh như này rồi. Đó. Bây giờ cho cả vào cái chậu này, nó cao hơn em rồi, cao hơn 1m6 cả chậu. Rất đẹp luôn. Hoa màu này đến Tết nở chắc là xinh lắm. Đó, thế xong bây giờ em sẽ cho đất vào xung quanh. Đất thì em đã có trộn xỉ than, sơ dừa, vôi bột, vỏ trứng. Đây, đất của em đây có trộn xỉ than này, sơ dừa, vỏ trứng, vôi bột, phân lân. Thế thôi ạ, tạm thời là mới chỉ có phân lân thôi. Phân lân để tạo ra cái bộ rễ nó phát triển mạnh hơn. Vì mình mới nhổ nó ra mà. Rễ phát triển mạnh thì lá với mầm mới có thể lên được ạ. Em trộn đều và em cho vào xung quanh chậu. Khi mà em lôi cái chậu ấy ra em để nguyên, em cũng không cần phải đập bớt rễ, không cần cắt bớt rễ và cũng không cần đập bớt đất đi nha cả nhà.
Đó là cách trồng của em thôi, còn cô chú anh chị các bạn có những cách hay hơn thì có thể cùng chia sẻ. Cả nhà xem cây này của em bây giờ nó đang có nụ rồi cả nhà, nụ rất là to. Đây, như năm ngoái thì cây này của em phải ra Tết mới có hoa, nhưng mà năm nay thì em ép cho hoa, nhưng mà cuối cùng lại thành trước Tết. Thật ra thì cũng không hẳn là em ép nó đâu, mà đợt vừa hè vừa rồi ấy, em để quá nhiều ngày không tưới, nó nắng nó còn bị rụng hết cả lá, vàng hết cả lá, rồi có những hôm thì nó héo rũ ra, rồi mới phát hiện ra nó thiếu nước thì tưới. Chính vì thế đâm ra là đã ép nó khô hạn rồi, tưới lại nó sẽ bật hoa nha cả nhà. Và như vậy thì có khi lại sớm hơn Tết rồi. Thật ra để canh cho hoa vào Tết cũng khá là khó đấy cả nhà, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Và lúc thì nó chạch hơn, lúc thì nó chuẩn, lúc thì nó lại, lúc thì nó sớm, lúc thì nó muộn. Cho nên là cũng không biết thế nào là chuẩn cả. Nhà em thì không phải là cố tình ép nó đâu, mà vô tình bỏ quên tưới nó thôi. Vì quá nhiều loại cây không tưới được hết, đến có những lúc thì cứ thấy nó tươi là nghĩ nó chưa cần nước, đến khi mà nó héo ra, héo héo đến khi mà rũ rượi ra rồi thì mới phát hiện ra, lúc đó mới lại tưới lại, cho nên nó ra hoa luôn đây cả nhà này. Cả nhà có thấy ông nụ hoa to như này rồi đó. Bí quyết trồng đỗ quyên của em chỉ có như thế thôi. Em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn. Thường thì đỗ quyên này nó rất là ưa sắt này, magie này, kẽm đồng, nên là em hay tưới phân vi lượng cho nó. Rồi cái sắt han em cũng cứ ngâm ra rồi em tưới cho nó, thì em thấy rất là tốt. Cô chú và anh chị có thể áp dụng thử xem cách này nhé. Thế còn nước gạo chua nó cũng rất là thích. Đó, em chỉ có nước gạo chua và phân vi lượng, chỉ hai loại đó thôi. Thế cùng với lại vỏ trứng em cho vào, thì vào trong một cái bình em ngâm và em tưới. Cái vỏ trứng ấy nó cung cấp rất là nhiều khoáng chất canxi. Cả nhà thử làm theo cách đó xem. Bởi vì hồi trước ấy thì em cho vỏ trứng vào trong đất, nhưng em thấy không tốt bằng khi mình ngâm ra để mình lấy cái nước đó mình tưới đâu. Cả nhà áp dụng thử hai cách này xem nhé. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.